Không thể giấu được. Này hôm nay nhá, mẹ thấy con vào xem phim đen nên con không cãi đây này, dấu vết. Con truy cập vào trang nào tất cả nó lưu lại ở đây. Thế con xem cái đấy để làm gì? Mình với truy vấn chưa hỏi. Con vô tình con xem thôi, tất nhiên là để nó cãi thôi. Nhưng từ đó mình biết rằng là từ cái xem thật cho đến cái chuyện mà chúng nó tò mò là chúng ta đã một bậc cảnh báo lần thứ nhất rồi. Cái chuyện mà cho hai đứa đi picnic với nhau rồi lại mời bạn gái về nhà, và khi bố mẹ không có nhà mà chúng nó hoàn toàn có thể xem cái nọ cái kia, từ cái nọ cái kia ấy nó dẫn tới hành động gọi là thử ấy, là gang tấc, thì cái đấy chúng ta đã là nghiêm khắc hơn. Mẹ thấy rằng con, nếu con tiếp tục một lần như thế này nữa thì mẹ sẽ cấm con thế này, con cấm con thế kia, và để mắt lưu tâm đến hơi cái con một chút. Nhưng mà nếu tiếp tục phát hiện bạn ấy tái phạm thì sẽ phải làm như thế nào? Ôi thì tái phạm thì phải có một hình thức trừng phạt nào đó chứ. Mẹ không cấm con nhá. Hoàn toàn có bạn gái, bạn trai, mẹ thấy rồi. Con thấy mẹ có khắt khe không? Mẹ không hề khắt khe. Nhưng con biết đang ấy bây giờ, con học thì không học rồi, rèn luyện cái này, rèn luyện suốt ngày con. Đây là lần thứ ba mẹ thấy con chìm đắm vào cái này, cái nọ, cái kia rồi. Thế thì mẹ không cho con cái này nữa, mẹ cấm con cái này kia, mẹ tịch thu cái này của con một tuần. Tức là phải tước một cái quyền nào đó. Nhưng mà liệu khi mà chúng ta làm như vậy, có thể nói rằng là cũng khá là cứng rắn, thì có bị tác dụng phụ không ạ? Đến cái lúc ấy rồi, bệnh đã nặng thì phải uống thuốc nặng, đúng liều. Còn nếu vẫn cứ à ơi, cái à ơi, cái đồng hành như ban đầu để tạo không khí, để gần gũi. Nhưng mà rồi cuối cùng khi mình phát hiện bệnh nặng thì phải uống kháng sinh chứ. Mà cứ đi uống thuốc cảm mãi làm sao được, đúng không? Mới cảm, chớm chớm cảm, rồi có thể là một hai viên thuốc ngậm cũng khỏi. Nhưng bây giờ đã đến đoạn mà biết viêm phổi rồi thì phải kháng sinh. Dạ vâng.